Wow, cái ăn gì á? Hả? Gì? Gì vậy? Mắt nhai không nói chuyện được hả? Ăn đi con. Gì con? À, mày xích đâu? Rồi, con ăn đi. À, mày ngồi xích vô. Ok, mày ngồi xích vô. Chị chào cô chú chưa? Chị đang ăn gì? Chị nói cô chú nghe. Nước nè. Sao? Con đâu? Hả? Nước. Gì vậy? Gì quá? Gì vậy? Gì vậy? Cái miệng gì ghê hả? Đó, đây là món yêu thích. Mẹ ăn nè. Hả? Mẹ ăn hả? Thôi, mẹ ngồi. Nhớ mơ. Không, mẹ không ăn, mẹ cảm ơn nha. Đây là món yêu thích của Chay này cô chú. Cheese puff. Món mà Chay thích nhất. Ngon mỏ mà nhai à. Ngon không? Vô. Không ăn. Mặn nữa, uống nước đi. Ăn nho không? Cho mẹ gì? Hả? Nói cho nó không ăn nữa, uống nước. Nho không? Hả? I love it when you call me. Ủa em chị? Đang ăn. Cái tay con dơ con đừng cô đầu đụng em chị. Đi ngồi đi. Em ngồi đó làm chi? Hết chỗ ngồi rồi. Hết chỗ ngồi rồi. Rồi, lấy cái tay ra không được đụng em nữa chưa? Em nào nữa? Em mày ngồi cái này đó hả? Trời ơi, chị khổ dữ trời. Lấy tay ra mày bỏ. Ừ. Rồi, đó, được chưa? Chặt nứt chưa đó hả? Chặt nứt à, lấy em ra nha. Em này em gì đây? Em heo. Em đau rồi. Hả? Em đau rồi. Em này em gì vậy? Em đau. Em đau rồi hả? Con đè em đau rồi hả? Trời ơi đó, cái tay đụng. Trời ơi đó, thấy chưa? Heo ơi, mẹ ơi. Thôi đừng có đụng vô tay em, dơ, tay con dơ quá hả? Ừ. Con làm dơ em mới kìa mau rồi nè. Ngon đau ra đau rồi. Mũi. Tại mấy kìa mau rồi. Anh làm con dạ. Con gì? Mẹ đâu biết đâu con gì. Con dơ cháu rồi. Con này con gì đây? Cháu rồi. Em này em gì đây? Em gì đây? Đau rồi. Ừ, đau rồi, em đau rồi. À, heo, cái chùm heo. Ừ. À, đau quá. Nó nhỏ rồi đó. Chị được nha. Hả? Con nói nhỏ vô lỗ tai em coi. Con nói I love it when you call me. Ngầu giống kiều nữ và đại gia quá. Hai tay hai em. Làm gì vậy? Làm mỏ chuột hả? Làm gì vậy cháy? Chụp hình thumbnail. Chụp hình thumbnail. 1, 2, 3. Chi. Có gì đời nói không? Trời đất ơi. Ăn xong vô tắm với mẹ nha. Nha. Ăn xong đi tắm nghe. Dơ quá dơ rồi. Bẩn quá bẩn rồi. Ăn nho ngọt không? Nho ngọt lắm. Nho ngọt ngay. Không ăn được mẹ. Không nhớ không? I love it when you call me.
con sao? Uống nhiều dừa thôi cha. I love it when you call me. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming. Oh, she's hot but a psycho, so let but she right though. Night she's screaming. Giỏi quá. I love it when you call me. Phát lại coi. I love it when you call me. It's true. Ôi, bà thấy camera các bạn làm điều hành, bà làm kiểu quá này. Bà đang nhìn vô camera. Sơ mô làm sao? Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming too. Giỏi. Coming to you. Hát bài baby xin nhớ coi. Baby xin nhớ, baby xin nhớ. À, không hát baby xin nhớ nữa, hát Sinyonita. Đó, thấy chưa? Cô chú có hiểu nó nói gì không? Không. Con mình mẹ này hiểu thôi. I love it when you call me. Coi sao? Cha mẹ ơi. Hả? Cha mẹ ơi. I love it when you call me. Ai làm mẹ ơi? Ai làm? Ai biết ai làm? Ai làm mẹ ơi? Con làm á. Thì làm ê. Ê, cái tay dơ kìa. Con liếm ngón tay con này chơi. Đúng rồi. Trời ơi, rồi giờ em rồi đó, thấy chưa? Vui không? Bỏ em vô mới giặt chặt tiếp. Giặt miết. Sao mình thương em mà mình không giữ cho em sạch sẽ? Em. Vui ha, vui không? Vui không? Vui. Vui ha, vui quá. Vui quá, vậy vui luôn. Thương ghê luôn, vui. Đây. Hôn em miếng mẹ coi. Thôi nha. Hôn em miếng mẹ coi. Cắn cạp mà hồi cái quên cạp trúng ngón tay. Không giả vô cái mỏ nó khá dễ sợ. Muốn chậm vô cái. I love it when you call me. Con là sao? Xuống hả? Nó chưa ai mượn kem heo ngồi chị thì giờ khó xuống. Nó xuống đó. Nó bay đó. Ồ rồi em kỹ té rồi. Nói vậy đi giặt em heo nè, có khổ chưa? Ăn mà cứ kiếp. Bay heo. The wheel on the bus sao? Hả? Cái gì? Chơi đó nữa hả? Chơi hoài á. Trời, mỗi lần leo lên để chơi cái này là mệt lắm luôn, mà rảnh ghê. Chơi con rảnh nó không có chuyện gì làm phải không chơi? Đó cô chú ơi, bây giờ chơi đang ngồi gần cái sông nè. Sông bây giờ đã từ từ tảng băng rồi cô chú ơi. Chuẩn bị có nước rồi. Chuẩn bị cuối tháng 4 này là thuyền về rồi chơi ơi. Cuối tháng 4 này là thuyền mình về rồi. Trời, lúng. Nói đi nè. Hả? Đi rồi, con dơ dài con rồi kìa. Dài dơ rồi kìa. Con dài của mẹ không có được dơ. Nên mẹ sẽ đi ở trên, còn con đi dưới đi. Dài con có gì mày thảy cho mấy giặt. Đó, coi nó đó. Bị mùa hè tới rồi cô chú ơi, còn chỉ khoảng 10 tuần nữa thôi. Cái gì? 10 tuần dữ vậy trời. Giờ là giữa tháng 3 tháng 3 tháng 4, 5
cuối tháng 5 mà cũng còn 8 tuần nữa. Đi đi vô kiếm Lucky đi. Cậu chú thấy xong chưa? Chuẩn bị. Hả? Máy bay. Máy bay chứ con gì? Ừ, đi vô con, vô nhà ha.